Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái cách pha bột à, bánh chuối chiên, khoai chiên Nếu như các bạn không mua được cái bột chiên giòn, à, bánh dẫn giòn xốp màu rất là đẹp Đây là cái tinh bột bắp Nếu như mình không có mua được cái bột bắp này thì à, mình dùng bột gạo nha 400g bột bắp hoặc là bột gạo Đây là bột mì À, các chị bạn dùng bột mì đa dụng nha rồi á mình cần là 200 g bột mì 150 g đường một muỗng cà phê muối nửa muỗng cà phê bột nghệ để cho bánh chiên ra có cái màu vàng đẹp đây là cái nước soda trong trường hợp các bạn không mua được cái soda khom này thì các bạn mua cái soda có đường thì mình sẽ bớt đường lại hoặc là không cho đường nha Đầu tiên là mình cho 400ml nước soda Đó, đông 400ml Sẽ cho từ từ vào Các bạn cho từ từ vào để nhồi cái bột Nhồi khoảng 15 phút để cho cái bột nó xốp Mình xin nhắc lại nếu các bạn không có bột bắp Thì mình dùng bột gạo nha, bột gạo thường thôi Mình cho hết cái nước soda nè À, cho hết cái nước soda là cái bột này nó mới vừa à, giống như nó nó chưa có nó vừa mềm thôi nó còn khô lắm thì mình dễ cho dễ nhồi đó rồi mình để đó khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ cho cái bột nó nở cái bột lúc này nó rất là xốp luôn rồi đậy lại để đó à, mình ép chuối xong rồi mới quay lại cái phần bột này nữa nha có là bảy trái chuối nếu các bạn à, có cái chuối nhiều đó thì mình à, làm chuối hết luôn thì khoảng chừng 16-17 trái đó. Đây là 300g khoai lang Các bạn dùng khoai lang nào cũng được nha Không cần phải là khoai lang có màu vàng Cắt mỏng mỏng nó không quá mỏng mà cũng không quá dày những cái cọng nhỏ như thế này một lát nữa mình cho vào thao bột nên mình chiên luôn mình cắt thành miếng vuông vuông dài như thế này để cho nó đẹp thôi các bạn muốn trái chuối mình ép ra cái độ dài cỡ nào thì mình quấn cái cái bọc á cho nó chiều dài mình để xa một chút thì trái chuối nó sẽ dài ra còn muốn trái chuối lớn thì mình để cái bọc á mình ráp lại có cái khoảng trống nó lớn thì nó sẽ ra trái chuối lớn gói trong cái bọc như vậy để mình ép cho nó dễ mình muốn trái chuối nó dài nè bây giờ để tấm thớt lên mình đè xuống một cái thì trái chuối nó dài ra còn muốn dài nữa thì mình ép nữa thì trái chuối nó mỏng hơn nữa nhưng mà mình không có muốn chuối quá mỏng mình muốn có cái nhiều chuối một chút chuối bên này là chuối sim nhưng mà khi người ta hái đi đường dài đó thường là người ta sẽ hái chuối còn chưa có già cho nên bên này nó không có ngon như là bên Việt Nam chín cây thì các bạn làm ít á thì mình chia ra công thức mình chia đôi ra nha các bạn chuối và bột mình chia ra để làm ít các bạn có thể dùng cái bọc ni lông nào ép ráp um, lại cũng được nha. Rồi xong rồi, những trái chuối mình đã ép xong, khoai lang cũng đã cắt xong nè. Bây giờ mình chuẩn bị đi pha lại cái phần bột này. Ở cái bột này nó nở xốp như thế này nè. Nó nở rất là xốp luôn. Mình cho 100 ml nước soda nữa nha. 100 ml rồi quậy lên để cho à, cái um, cái nước với cái bột nó hòa quyện với nhau. Nếu mình cho bao nhiêu nước đây thì mình thấy cái bột nó còn hơi đặc đó, um, cái bánh bột nó đặc á, thì chiên ra cái bánh nó rất là cứng, nó cứng, nó giòn nhưng mà nó cứng. Còn mình làm cái bột nó lỏng, nó lỏng á, thì ra cái bánh chiên nó giòn xốp, nó giòn tan á các bạn nó giòn nó xốp mềm ngon hơn là cái bột nó cứng rồi mình cho thêm 30 ml nước soda nữa nha như vậy mình xin nhắc lại 400 g bột bắp hoặc là bột gạo 200 g bột mì đa dụng tổng cộng cái lượng nước soda là 580 ml cái bột nó lỏng lỏng như thế này đó, mình cho một miếng khoai vô thử nó dính cái khoai như vậy là được rồi đó, mình không có làm đặc quá tại vì mình nhúng bột hai lần bây giờ mình sẽ chia ra làm hai hai phần bột nha rồi mè à, khi chiên chuối đó mình cho mè vô cái bánh chuối của mình nó ngon hơn rất là nhiều nó có cái mùi thơm rất là ngon luôn đó, Mè trắng mè à, đen á khoảng chừng hai muỗng canh rồi mình rang rang cho nó sơ sơ, nó nó vàng sơ sơ thôi, rồi mình cho vô cái phần à, bột mà một lát nữa mình nhúng lần thứ hai á, mình nhúng lần hai á, rồi à, khi mà các bạn trái chuối á, mình, mình cho mình gấp vô nó thường là nó gớt hoặc là nó bể ra, mình dùng cái ly dài dài như thế này để mình cho trái chuối vô rồi mình đổ vô trong chảo á, nó dễ dàng hơn là mình lấy đồ mình múc nó hoặc là các bạn cắt cái chai nè mình cắt cái chai nước nước suối mình uống đó rồi mình cắt ra từ trên cái miệng mình cắt xéo như vậy để cho có cái cắt như vậy để một lát nữa mình làm cái phiểu mình đổ vô cái, cái chuối chia bột đó mình cho vô mình chảo nó dễ hơn nó hàng cắt lớn lớn một cái cái cho nó cái khoét cái lỗ nó lớn lớn một chút nè. để cho nó rộng rãi một chút đó như vậy một lát nữa mình cho bột vô mình cho um, chuối vô mình để cho chuối nó không có bị um, mình gấp nó không bị trơn bị tuột xuống đó. đó rồi mình đổ một lớp bột lên trên nè đó như vậy nè đó đừng có bột nhiều quá nha các bạn đó mình đổ vô chảo cái chảo dầu thì nó vừa nóng lên thôi mình cho dầu hơi nhiều một chút đó để mình dễ chiên Đám làm bột nó ít ít như vậy Đám đổ vô gắt là dễ luôn làm như vậy nhanh hơn đó cái chuối Đá, mình chiên nè Và nó phồng lên nè khi mình nhúng bột lần à, thứ nhất mình cho vào à, thì đừng có để cho nó vàng các bạn nó còn hơi trắng trắng như vậy là mình nhúng bột lần hai nè mình cho nhúng bột với mè đó đó mình nhúng qua lần hai rồi mình mới cho vào chiên tiếp nếu như các bạn làm bột dày đó cái bột mà nó đặc á thì mình nhúng bột hai lần á nó sẽ rất là nhiều bột mình ăn nó ngán lắm cho nên mình làm cái bột hơi lỏng một chút thì mình nhúng hai lần thì cái bột nó dính nó vừa đủ các bạn công dụng của nhúng bột hai lần là mình làm như vậy để cho cái dầu nó không có hút dầu vô trong cái chuối thứ hai nữa là cái chuối nó phồng lên cái vỏ bánh cái bột nó giòn nó xốp lắm luôn rồi hôm nay mình chiên đó mình ra ngoài, mình đem ra ngoài mình chiên để cho đỡ cái mùi ở trong nhà đó hoặc là cái dầu nó văng á, tại vì mùa hè ở ngoài nó ấm mình đem ra ngoài mình chiên, Đó, màu vàng gớt là đẹp luôn, tuyệt vời luôn. rồi đây là cái khoai lang nè, đó mình chiên cái khoai lang cũng ngon lắm hết các bạn, mình chiên khoai lang ăn cũng ngon lắm luôn rồi khoai lang thì mình nhúng cũng dậy luôn cũng nhúng hai lần hoặc là ba lần luôn đó các bạn tại khoai lang nè nó nó cứng á cái mình nó cứng cho nên nó dính bột rất là ít thì các bạn có thể nhúng hai lần ba lần thì cũng được hết cái khoai lang á mình chiên nó nhanh vàng mà nó um, nó nhanh chín hơn là cái che chuối khi chiên chuối các bạn đừng cho đường quá ngọt và cũng không mở lửa quá lớn mình mở lửa nhỏ trung bình nhỏ để cho à, cái bánh cái bột á, nó vàng đẹp nó không có bị cháy bị khét rồi đây là bánh chuối chiên của mình đã xong rồi Đó, màu vàng rất là đẹp luôn à, chúc các bạn thành công với món bánh chuối chiên nha các bạn có thể làm cho gia đình mình thưởng thức vào cuối tuần